Buổi sáng thì mọi người nên nhớ xài kem chống nắng nha. Nếu mà mọi người đang tìm một cái dạng kem chống nắng mà có nâm tông thì mọi người tham khảo cái dòng Vichy này nha. Thì nếu mà đợt trước mà xài La Roche Posay mà bây giờ nó đổi cái mẫu mới không có nâm tông thì mọi người có thể tham khảo cái dòng này, nó cũng nâm tông nè. Mình xài hết một tiếp rồi, cái này tiếp mới nha. Thì bây giờ mình sẽ test lên cho mọi người xem. Đây ạ. Đây chất kem của nó nè. Cái mùi của nó rất là thơm luôn, kiểu như thơm cái mùi hương trà trà dễ hương lắm. Mà hôm bữa có biết khách kia kêu là giống mùi Việt Kiều. Cái này á thì mọi người xài á, mọi người tán nhân tay nha, tại vì mình cho lên á. Mình chia điểm rồi mình tán cho nhân tay. Chán tán cho nhân tay như thế này thì nó sẽ không có bị bớt. Tại vì mọi người biết sao không, kem chống nắng đó, nó là một cái lớp màng ở phía ngoài để nó bảo vệ, nó chống UV đó. Cho nên là có một số thành phần là dưỡng chất là nó thấm xuống dưới thôi, còn ở trên là nó sẽ tạo thành một cái lớp màng để nó chống nắng cho da. Cho nên là mọi người xài, mọi người cứ cảm giác nó cứ kiểu như nó trơn da như thế này, nhưng mà cái kem chống nắng là nó vậy đó. Tại vì nó là lớp màng bảo vệ mà, giống như mọi người đeo khẩu trang vậy đó. Nhưng mà khẩu trang thì nó sẽ không có chống UV được, nó vẫn xuyên qua lớp vải được đó. Mọi người cứ tán như thế này nè, xong rồi mọi người cho thêm một cái lớp nữa nhẹ nhẹ lên, tại vì ít quá thì nó sẽ không có đủ đô. Cái này cũng là SPF 50 rồi đó. Ở Việt Nam thì mọi người xài SPF 50 nó mới đủ đô nha mọi người, và cho một lượng lên, đừng có ít quá, mỏng quá thì nó sẽ không có đủ chống nắng. Mọi người thấy nó lên sáng tự nhiên ha. Thường sáng mình cũng ít khi nào mình trang điểm lắm, mình kiểu như mình xài kem dưỡng ở dưới xong rồi tới chống nắng lên trên, rồi ít phấn hồng, ít son môi thôi. Mọi người xài cổ luôn nha, để cổ cũng được bảo vệ luôn á. Nó lên sáng ha, mọi người nên sáng da nè, tăng tông nè. Cho nên ai mà đang xài La Roche Posay mà mẫu mới mà nó không có nâng tông thì mọi người chuyển sang mẫu này đi. Trước Ngọc cũng xài La Roche Posay mà bây giờ kiểu như nó không ít nâng tông á, cho nên là Ngọc xài kiểu như Ngọc xài hai loại luôn. Nhiều khi La Roche Posay nó không có nâng tông thì xài ở nhà, còn ví dụ như muốn ra đường sáng sáng một xíu thì xài Vichy cho nó nâng tông. Rồi bây giờ thì Ngọc sẽ cho phấn hồng lên, phấn hồng Ngọc dặm 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 lên. Là nó tươi liền đó mọi người. Đây. Thường thường đi đâu Ngọc cũng ít khi nào Ngọc trang điểm hay làm cái gì lắm, chỉ làm vậy thôi. Đó, xong rồi xong môi lên thôi, xong môi Ngọc xài cái Kiko thôi dưỡng. Cái này màu không sáo, nhìn nó tím tím nè, bánh bánh lên môi Ngọc thích lắm. Nó có độ ẩm dưỡng mà nó cũng có tươi tươi. Đó là ok rồi. Mọi người thấy khác hồi nãy không? Đây. Ở nhà thôi, đang mặc đồ ngủ ở nhà nè. Mà đánh tí xíu thì nó cũng tươi rồi ha. Hiện hãng này, cái dòng này thì Ngọc có tiếp lẻ và set như thế này nha mọi người. Set thì nó có kèm theo sữa rửa mặt 3-trong-1, vừa tẩy trang nè, rồi là toner, nước hoa hồng công bằng á, và làm sạch da luôn. Thì nó đang có kèm set này và tiếp lẻ tách set cũng có nha. Giá nó cũng mềm hơn những cái hãng kia, nên là mọi người cần á thì mọi người cứ nhắn Ngọc để Ngọc cho xem ba trên bài nha. Cái này là tầm 300 mấy, còn cái này 400 mấy một set, rất là ok luôn nha. Và tí nữa Ngọc thấy nó thấm vô da nó khô hết rồi, tại dòng này nó cũng có kìm dầu á mọi người. Mọi người xem cái dòng nào mà có chữ này nè, đó thì nó sẽ có kìm dầu dành cho da da dầu á. Mà Ngọc thấy da thường cũng xài được luôn, da thường á cũng xài được luôn. Da Ngọc thì cũng dạo này cũng không có dầu nhiều, nhưng mà Ngọc vẫn xài được nha mọi người. Rồi chào tạm biệt nha.